Rồi, Thanh Tần chào cả nhà nha. Rất vui khi cả nhà đã quay lại với kênh Vua Khỉ Miền Tây. Thì hôm nay Thanh Tần có mặt tại 248 Bình Thới của phường 10, quận 11. Thì hôm nay ba có Tần đi lên đây để lãnh cây, để cưa. Rồi mà ghé vô đây thì ăn sáng cái nha cả nhà. Ghé ăn sáng cái. Trước giờ thì mấy cái video mà Tần quay á, thì ít khi nào mà thấy Tần quay ba có Tần ăn sáng lắm. Hôm nay Tần quay bữa ăn sáng ba có Tần. Nghe nói ở đây là có cái quán hổ dê, hủ tiếu dê gì á, là ăn vô là nó mạnh khỏe, mình có sức để mình leo trèo. Nó bán cũng rẻ nữa. Và mời bà con mình rất là sáng đây thì thôi, Tần cũng xin phép review sơ về cái quán này nha. Đó. Trước giờ thì Tần có nghe là hủ tiếu mực, hủ tiếu xương, hủ tiếu khoanh, chứ đó giờ chưa nghe là cái hủ tiếu dê bao giờ. Hôm nay mới được nghe và tận mắt thấy. Thì coi cũng có khách đang ngồi ăn nha cả nhà. Đường của Tần nãy giờ đi đâu? Có khách ở phía ngoài đi vô nữa nè. Rồi giờ đợi món ra thì Tần sẽ quay cho cả nhà xem nha. Ủa Dưỡng, cái này là thịt dê hả Dưỡng? Dê, ở đây là dê không à? Là... ở đây là quán của mình là dê, coi như là hấp dê thảo dược, xong với thảo dược. Dạ. Mổ khỏe cho cơ thể nha. Dạ. Cái... không có sợ tổn thương gì hết. Dạ, cái Dưỡng mà Dưỡng đang cắt đó là cái phần nào của con dê? Cái này là đùi. Đùi. Đây, phần này. Dạ. Đùi. Dạ, thịt đùi. Dạ, dạ. Đó, tất nhiên cái đùi phải lóc ra từ miếng rồi nè, mình hấp nó coi như là 12 tiếng đồng hồ đó. Nó mới coi như là thấm ngọt ngon mà nó không có mềm. Dạ. Đây, những cái lát sắt ra nè nha cả nhà. Nhìn thấy thèm luôn. Đây. À, còn đây là mắt lưỡi nè, cái này. Mắt với lưỡi. Là mắt với lưỡi. Đây lưỡi đây. Đây cái thịt. Đây là thịt múc riêng, thịt múc tô riêng hay gì đó cả nhà. Để xem mà chút mà là một phần ăn hoàn thiện thì sẽ như thế nào. Đây cái tô nè cả nhà. À cái này là chút xíu nữa là múc một tô thịt để riêng ra ngoài. Đây có múc cái tô riêng. Dạ Dưỡng ơi, cho con xin phép hỏi một cái tô mình bán như vậy là khoảng bao nhiêu, giá bao nhiêu một tô? Chỉ có 50.000 thôi. Dạ 50.000. Nay là hình như là 4 năm rồi đó, không có lên giá gì hết đó. Dạ bán. Dạ. Bán 4 năm rồi, không có lên giá. Tết giá của anh cũng không có lên giá luôn đó. Dạ Tết cũng không lên giá. Và cái lần mới có một cái tô thịt. Đây là cái tô này, tô bánh ghi. Dạ. Chứ đường chưa đợi tôi thịt ra nó là ăn rồi. Đói quá đói. Đói quá đói. Sao chứ đường ngon không chứ đường? Một cái thịt nữa. Trời ơi,
không biết rồi nè. Con cũng chảy nước giải nãy giờ. Mình á, mình làm việc nặng nhọc á là phải mình ăn nhiều calo với nhiều cái chất đạm vô để khi được cơ bắp mình mới mới chịu đựng được, mình mới mạnh mẽ, mình mới giúp được xã hội. Rồi muốn bà con mình có dịp nghe thì ghé rồi thưởng thức cho biết. Bây giờ để cho mình nói gì vậy là có quá lắm không nha. Mình ăn giả, mình ăn mày thấy cũng vừa ăn nè, dễ mềm sao thấm thí sao được. Năng không nói nên lời. Cái này là hầm 12 tiếng rồi. À, chứ cái da nó ăn mềm luôn ạ. Dạ. Yeah. Hầm với thuốc bắc. Dạ con chào bác. À, bác có bác ở gần đây không? À, gần gần. Dạ thường thì bác có ăn ở đây thường không bác? Cũng không, cũng thường xuyên á. Dạ. Cái này thì bác ăn cảm thấy nó như thế nào? Nói chung là từ lỗ dê dê nói chung cũng chắc. Dạ. Rau cỏ rồi nó cũng sạch. Cái này thì bác ăn có cảm thấy là vừa với túi tiền của mình không bác? Dạ. Mỗi cái túi giá cả 50.000 nữa. Dạ. Dạ, nếu một tô như vậy là bác dùng đủ không hay là cần có phải gọi thêm không? À, đủ. Đâu dạ. Bác tuổi lớn tuổi ăn không được nhiều. Dạ. Chủ yếu là chất lượng thôi. Dạ. Thì cũng hay bạn đang ăn. Cảm ơn coi như là chú nghĩ kinh tế. Dạ. Có dịp đi ăn đây, đi ghé qua, đi ghé quán mình, mình tính. Cho mình hỏi ăn cái vừa miệng không vậy? Em ăn chưa hết, nhưng mà một lát cái ăn thêm nữa đó. Trời ơi, ok. Mai kia muốn gọi em đi ăn đây, em sẽ ghé nữa. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Nghe nói là cái đạm cao. Dạ. Có những cua mình bỏ cái tỉnh thôi. Dạ. Mà để cho nó cái phần cơ bắp mình. Cái này là bảo đảm nha. Tại vì cái này là dê, không phải là nấu uống dưới dê. Mà dê coi như hấp coi như là thảo dược, dạ. Xăng. Dạ. Bồi bổ chứ không phải đàn ông nha. Con làm bảo đảm. Anh em ăn một lần trước á, bây giờ mới quay lại đây đó nè. Đó là phải hấp chấp thủy là phải từ 12 tới 15 tiếng đồng hồ đó. Dạ dạ. Nó mới mềm được. Tại vì thấp thủy mà. Dạ dạ. Bởi vì nó vẫn thành cái mềm mà vẫn ngọt, vẫn còn chắc năm qua đây đủ. Phải làm là 4-5 năm rồi cho nên mình thích được. Dạ. Cảm ơn anh nhá. Dạ Dượng con cũng cho con xin phép hỏi quán mở cửa từ khoảng mấy giờ tới mấy giờ? 5 giờ cho tới 12 giờ chưa? Là dạ. Tất nhiên là hủ tiếu dê là bán cho dùng buổi sáng là ngưng. Nhưng mà không phải là nghỉ. Dạ. Tất nhiên là để dọn để trả bãi đây rồi đây là quán nhậu mở tiếp rồi. Dạ. Em vô dòng là tất nhiên là bán tiếp nữa. Tất nhiên là yêu cầu đều có hết. Vậy là ở phía bên trong của quán là có một cái quán hát nữa. Đúng rồi, có một cái ra dần. Ở trong là 11 giờ là mở rồi. Mà tất nhiên là quán đó nhạc sống. Dạ. Hát với nhau vui vẻ. Có một biếng karaoke mà miễn phí không lấy tiền. Ở đây chơi bình dân không à. Dạ. Rất là ok. Dạ. Dạ, cảm ơn bác. Rồi, cảm ơn coi như là các anh em coi như là rất nhiều hoan ghé và ủng hộ ha. Dạ, rồi, sẵn đây mình ghé được nữa. Sẵn đây coi như là có coi như là vô biển miền Tây đi ngang qua ghé. Rồi, coi như là mình là chủ quán. Cũng cảm ơn tất cả coi như là những anh chị em đến ủng hộ quán mình nha. Dạ, dạ. Cảm ơn rất là nhiều. Cũng cảm ơn anh chị luôn. Chúc mình làm ăn càng ngày phát triển thêm nha. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Đây, một mình cô ở đây ăn một lần 3 tô. Mình ăn với lại sáng nay cũng ăn 3 tô vậy đó. Ồ, chào chị. Dạ. Với lại một bịch mang về. Gia đình mình đó hả chị? Đây là cháu ngoại, là con gái. Chị ở gần đây không? Mình ở gần đây nè. Dạ, thấy quán anh Bảy bán hủ tiếu dê buổi sáng hay ngon vậy, nhất là cái ốc đó. Ốc tiền ăn nó bổ. À dạ, ốc dê hả? Ốc dê. Dạ. Muốn sáng ốc dê. Là một bình là tô tiếu với hai phần là tầm này nè. Ngon, giòn. Không. Từ nào có mấy anh có ăn thì ghé thôi nha. Hổm ăn một lần rồi thấy ngon quá, bữa nay mới ghé nè. Ghé mà hồi nãy đông quá có đãi ra không. Bắt đầu mình vô mới chờ mình chút xíu mới mình mới ăn được. Đắt quá. Cũng ngon rồi. Dạ, tại vì em hay thường xuyên ăn ở đây. Thấy
ngon cho nên đông khách. Chúc mừng thì mình khỏe nha. Dạ dạ dạ. Cái này là đem về cho. Chỉ có cái lời nào muốn nhắn nhủ với bà con khán giả cho mình còn mãi nhớ không? Chúc chúc bà con mình khỏe vậy không? Chúc bà con mình khỏe với lại có ăn thì ghé tới ăn ủng hộ quán, tại vì quán này cũng là quán của người quen. Ở nhà. Hỏi quán này quán tên gì vậy? Quán này là cái địa chỉ đâu nói luôn là đại học có kia đó Hoa Hưởng. Quán Hoa Hưởng 248 Bình Thới. Đường Bình Thới. Cái này là nó cái của cái quận 11 là cuối cái đường Minh Phụng á. Cái này là ngay góc ngã ba Minh Phụng với lại Bình Thới luôn. Nó gần bụng bên cây gõ rồi, nói chung là trung tâm luôn. Cây ra bụng cây gõ thì có cây mấy số à? Buổi sáng này là ngon rồi, đủ bổ dưỡng rồi. Thì nó nhiều đạm. Dê nó mát. Cái dê nó mát rồi nhiều lắm. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cảm ơn. Cảm ơn. Nãy giờ. Này, nãy giờ thì toàn quay không à? Giờ thì cũng tới phần ăn của toàn rồi nè. Đó, về. Giờ đợi thêm cái tô hủ tiếu nè. Cuối cùng thì tô của Toàn cũng ra tới. Cái Toàn cần trải nghiệm thử. Dạ Toàn mời cả nhà cùng ăn tô hủ tiếu dê với Toàn. Trước tiên thì ăn thử trước cái dê không, không chấm. Dùng được không con? Dạ ngon. Đấy phải. Sao bây giờ? Quá nhiều ăn không hết. Đường ngon lắm, mình vẫn ăn hết trơn luôn rồi. Ngon lắm được. Ngon hết hai tô luôn rồi. Hai tô luôn hả? Hai tô luôn. Ba luôn ở đây nữa hả? Ngon miệng. Dạ ngon rồi bác. Ngon ăn ngon ăn. Quá ngon. Thôi tổng chào cả nhà nha. Đi nha. Dạ ơi cho nhà mình khỏe nha. Dạ. Cảm ơn nha. Chủ quán nha. Dạ, cảm ơn chúc, bà chị với anh nhiều nha. Khi dạ, nào có đi ngang lên phố nhớ ghé nha. Dạ tôi rồi, dạ, chúc chị nha. Dạ, rồi chào cả nhà. Từ hồi nãy thì ba có Toàn có ăn ở bên quán hủ tiếu dê, giờ qua đây cưa mấy nhánh mấy cái cây này nè cả nhà, để cành mấy cây xà cừ. Ở đây là khu dân cư Bình Hưng. Cái chỗ hồi nãy chỗ mình ăn cái quán dê hỏi dê nãy lại đây là có 6 cây số à. Lại đây mình bé bên đây là cho chú ở đây cũng sửa nhà này lại. Đây là khu dân 85 tuổi rồi. Hồi cô 8 đi. À 85, hồi cái năm kia mình ghé đây là ông 83. Rồi mình luôn tên ở mình luôn qua dưới là chú 83. Bây giờ nay lên đây làm nửa năm rồi, năm kia mình có làm qua được rồi. Còn năm mấy gần 2 năm rồi ba.
ở đây mình cưa gần 2 năm rồi. Cưa tỉa cành lần trước thì gần 2 năm. Không có xuống luôn mà giờ mà 2 năm mà nó lên được kìa. Một cái nhánh đó là nó cao khoảng 6 mét á. Đây là khu dân cư Bình Hưng của huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Giờ ông cưa tỉa cành mấy cái cây này để mốt xe vô đổ đất san lấp cái mặt bằng này lại, sửa nhà lại nha cả nhà. Trời ơi. Trời ơi trời, như đi theo máy. Quá khỏe chứ Đường ơi, vậy mà không chịu lấy vợ. Chứ Đường chưa vợ nha cả nhà. Gặp ai cháu cũng giới thiệu cho. Vô liền. Ở đây cái đường khu dân cư nè cả nhà, nên là xe chút nữa chạy qua lại cũng khá nhiều. Giờ chứ Đường lo một cái nhánh này lại chặn đằng kia cho xe thấy và tránh. Chứ vàng chứ Đường ơi, thịt bố. Chứ quê của Toàn ấy thì xứ trái cây. Ở trên này thì không có trồng trái cây nên là không phải phun thuốc, kiến còn rất là nhiều. Ở dưới là cách tháng tuần tháng tháng như là xịt mấy lần luôn, mấy cử thuốc lên nên kiến nó không còn được. Này, ông này là ông là người nhà ba có thằng lên cưa tỉa cành mấy cái nhánh này. Trong này nè, bên này nè. Không nhận cái cây này mấy cái nhánh nó tốt thiệt chứ. Nhánh nào nó vươn nó dài hết sức dài. Ở dưới này thì có cái mái nhà nè cả nhà, với cái camera mà có đồng cắt kéo cái nhánh ra. Xe chứ Đường ơi.
nhánh gì đâu mà đưa vô nhà không. Tám dây đi cột kéo cái đọt nó ra chứ được. Đọt bên kia kìa, đọt đứng á. Coi xe cái nha, coi chứ được. Coi xe cái. Ba cái bằng leo lên cột dây lên cái đọt cao cao cho nên kéo nó ngã ra ngoài đường. Thì hiện tại cái nhánh nó đang dè vào dây điện thì kéo ra kéo không nổi, xô không nổi nên là phải dùng dây để kéo. Lướt luôn cái gì chứ được. Đầu khô nó dài. Giờ chứ đường của Toàn thì đang dọn cái đường nè. Đấy rồi, xe chạy qua lại. Đây, có hai người đang đợi. Thank you.
xuống nó đè lên cái sắt à. Nó bị vướng ở ngoài này nè. Còn dài quá dài. Rồi xong rồi cái này ơi. Rồi xong một cây. Ôi, một cây. Không có gió đâu, nó hầm thì cũng khó chịu quá. Rồi giờ chứ đừng có tầm xe tỉa những cái nhánh này ra củi hết. Vậy là cũng đã xong một cây và toàn thấy video này cũng khá là dài à. Thôi toàn xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và xem hết video. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.